trang phục phù hợp khi thuyết trình. Rõ ràng người nghe đến để biết những tri thức mà bạn chia sẻ, nhưng họ cũng sẽ để ý xem sự xuất hiện về diện mạo và trang phục của bạn thế nào. Bạn có thật sự tôn trọng họ thông qua những gì bạn mặc không? Tôi đã chứng kiến nhiều bạn sinh viên năm 2, năm 3, do đã quá quen với việc thuyết trình trên lớp, các bạn xuất hiện trong buổi thuyết trình với chiếc áo thun và quần jeans, hay cũng có bạn mặc chiếc áo thể dục vì có tiết thể dục thể chất trong ngày. Tôi hoàn toàn thông cảm với họ. Tuy nhiên, nếu bạn là người kỹ tính, cầu toàn và mong muốn sự khởi đầu suôn sẻ trong phần thuyết trình của mình, thì bất cứ lúc nào hay bất cứ nơi đâu, chiếc áo sơ mi và quần tây luôn là lựa chọn tốt nhất. Nhắc đến một tri thức hay một người học cao hiểu rộng, đa số đều hình dung đến một người ăn bận sơ mi chỉnh tề. Chiếc áo đó là biểu trưng cho việc họ là người dùng trí tuệ của mình để kiếm tiền, chứ không phải lao động chân tay. Nhờ nó, bạn sẽ dễ dàng trở thành một hình mẫu tiêu biểu của một người nói trước công chúng. Người nghe cũng dễ dàng chú ý và tôn trọng bạn vì họ tin rằng bạn cũng tôn trọng họ. Và một điều nữa bạn cần ghi nhớ, mọi thứ đều có hai mặt. Chiếc áo sơ mi đó có đẹp hay không còn do cách bạn mặc. Có nhiều người bạn của tôi tự tin rằng mình đang mặc chiếc áo kiểu mẫu nhưng lại quên mất việc chỉnh trang quần áo. Thế là người bạn của tôi xuất hiện với một bộ quần tây áo sơ mi khá đẹp nhưng luộm thuộm, gây phản tác dụng. Người nghe lúc đó sẽ không còn xem trọng bạn vì họ nghi ngờ rằng một người cầu thả trong việc chăm sóc diện mạo và kiểm soát bản thân thì liệu có thể giúp ích gì cho họ hay không?